cao lên hết cái đoàn để cho nó có bị mix thế nào không? Thì chia ra trước thì chia hết luôn, chia hết luôn thịt chia ấy là chia đều hết luôn. Yes sir. Cái này không không ấy hả? Về về lên, về nội thôi. Ok, thank you. Về Trang. Rồi, bye anh. Cái này là gì? July là chưa đắt mấy lịch phải không? Về, có gì tôi báo 2 ngày. Ừ, mới báo trước, tao mới mua đồ ăn, tao chuẩn bị. Trời ơi, tối. Về nha, tiểu thư. Dạ, ông chào mày. Bác đi pha đây anh. Thank you em. Anh xài làm gì với nguyên bật quá dữ vậy? Cảm ơn anh. Ông chờ. Cái này. Ba chút thôi. Ha lên, không có ăn không đó cho nên ăn luôn. Bây giờ về là bà con ha. Bây giờ mình chia thịt bò luôn rồi mình chọn luôn lần nè. Ha. Để đi để đi để coi. Thanh thanh từ từ. Chia luôn rồi chọn luôn. Chọn chia ra hết. Chia luôn. Phải coi cho nó. Hết đi không xong mày đợi chị chia ra hết đi. Chia cho đều hết. Khoan cho thứ thôi, đừng có chọn thôi. Để chị coi cái nào ít chị cho thêm nhưng mà chị đều qua đây nè. Cái đó xốp cái mì đó đầy quá, xốp qua đi, xốp qua cái mì xong rồi em. Chia thịt đi em xốp, chia xong để dễ chọn quá. Rồi đó. Hả? Ăn đó đi con, đó là ăn gì nữa, có rồi ăn đó. Chê gì vậy? Chê gì con? Mới nấu đổ bò luôn. Anh Hậu cho nó cái nỉa giùm em. Cái này anh kéo ra có cái nỉa cho mày nè. Kéo bắt bây giờ. Ôi! Anh cho miếng giấy lụm cái lau chỗ này dùm cái không? Cái cục bò lớn đó. Trộn thịt với rau rồi vô hết. Trộn đó trên. Trộn em, tại vì em mì xào. thấy có con gì con thư với là con trong hộp sò nó là áo tụi nó thấy là bận rộn ngầu chứ hai đứa áo hết trơn, hai đứa áo dính nước hết trơn. Bây giờ Phong ơi, em mở bọc mấy cái hộp ra giùm chị đi Phong, để xuống đây Phong. Chuẩn bị phát cho luôn. 11 giờ rưỡi cái này đi chơi thì trễ. Mở lên chị. Quý vị thấy có cần lên cho một bữa nước tương không? Hay là tương ớt? Em chọn nó cũng dễ. Hay là tương ớt không? Em nghĩ là bữa nước tương đi. Tương ớt không? Nước tương ha. Để cho người ta ăn đi. Không, đây. Đâu có trong bịch ha. Không, xịt miếng cho nó đi. Vậy ai đó. Bỏ bớt cái tray này bưng ra bên kia đi Thư, đặng con có chỗ trống rồi bóc luôn.
Rồi giờ chiêu thay nè. Giờ chiêu thay lên bỏ đồ nè. Bỏ đi, bây giờ bỏ đi. Không bỏ, cứ bỏ này vô bóp chúng đi. Một đứa đứng sạch tương ớt đi. Ừ đúng rồi, một đứa đứng sạch tương ớt đi. Không nó gài đồ rồi. Thịt thì gài. Bóp vô rau với thịt đầy đủ chúng nha. Đấy. Bỏ đây ra. Nếu nó không có phần tị phần cầm gì đem nó dướng dướng đúng không? Đúng rồi, nó dướng dướng. Để đi, để thôi, nó chết. Rồi bớt cái cây này ra chỗ khác, chấm chỗ làm tập được thôi. Ê rồi cái nỉa đâu, không bỏ cái nỉa vô à? Ồ, oh, yeah. Để cho nó không, chứ tổng trời ơi. Chào gì vậy, trời ơi. Bỏ đây nè, đây cho mình. Ồ, đây chỉ chút đi chứ. Đấy rồi, đấy rồi. Đấy cái đứng dưới đất á, cái khóc cái hộp đi bể rồi. Đeo cái này vô cái này. Cái cỏ tàn nó ướt, cái tàn nó ướt, đeo vô khó. Cái này liêm nè. Tay mỏng manh lắm mà. Bỏ cái cây ra giùm em. Cái này có đĩa hết chưa? Nó đóng lại chứ mà có. Ờ, nó chưa bỏ đĩa nha. Giờ để thêm bạc nữa. Được cửa đang bỏ vô Yeah.
Chưa hết kẹo em có đổ rồi nữa không Phong? Có. Ờ, ok. Ok. Dạ, cho đi còn thùng nữa em thấy không? Cho nắm nắm đi. Ơi con ơi, chắc thấp xuống con, chắc thấp xuống con, chắc nhiều quá nó bể hộp dưới con. Mấy cái nào cao con để xuống cho gì? Dạ. Yeah. Dạ, yeah, đúng rồi, cao quá nó đè bể mấy cái hộp mì hết rồi con. Ơ, ơ, thì, dạ, yeah, thấp xuống, dạ. Yeah. Giỏi. Thank you. Con xếp qua chỗ bên cái đống thùng mì kia nữa cũng được, con xếp qua góc đó cũng được nha. Con ăn nè, mì xào thịt bò bắp cải với loại hành củ, một chai nước cam, một chai nước lọc, một cây hộp bánh chip, nước chút với bánh với kẹo. Đó là một phần ăn là như vậy. À, sẽ vô một cái bọc như vậy, cả nhà thấy không? Đó. Thì hôm nay nhóm Bút Sen làm 100 phần như vậy. Giờ đầu ra cho mấy người xách ra ngoài. Chuẩn bị đi phát, hôm nay đi cũng hơi trễ. Tại vì làm mì xào nó nhiều cái giai đoạn công đoạn quá. Gì cơ? Hả? Ủa, còn ai lái nữa? Cái gì? Xe em là xe nào nữa? Xe anh Trang, để kêu nó ra. Bên đây trống sao không xếp đây trước, bên đây này trống nhóc không để vô đây để chi mở sao mà ngút trời vậy, sao mà hồi mình mở là khó lắm á. Đầy xe hết trơn luôn, đầy cái trơn của nó hết trơn. Hả? Ở chỗ này trống nhóc ăn trước hả? À? Xách chuối á. À? Xe cũng ừ, trong cái thùng chuối kia có đó em. Hai cái xe đầy nhóc hết, 100 phần mì xào. Xe bé kia phá đồ đê nè, hôm nay ba chị em nè, trên đây có ba con quả trên xe này nè, bé Trang nè. Hello, chừng té ở đây mấy cái cây đó đâm à, mấy cái cây đó bén lắm, có chừng con ống leo kìa. Ôi đưa ống đi cưng, anh nói gấp chuối chuối chuối
À, chuối để quên chuối. Trời ơi bà này bà nằm đây nóng thấy mồ luôn à. I have lunch for you, okay? À hả? Tôi nóng mất cỡ lắm. Hôm nay Father Day đi phát mì xào thịt bò đó. Dạ, anh có con không quên này? Có. Happy Father Day anh nha. Ok. Dạ, đâu cái cậu kia có lấy không? Mấy cậu kia có lấy không? Ở đặng mấy người lận? Mấy người hai. Ê, anh thấy chị Mai không? Chị Mai. Hôm qua thấy. Nhưng mà anh coi bà có trên đó, bà giờ bà ngủ đâu rồi? Chắc ngủ trên đó đó. Ồ vậy hả? Anh Hải. Xách ra đây mấy bịch nè cưng. Con theo mẹ đó. Kìa, cậu đội nón nữa kìa. Sao anh? Ờ con theo mẹ hết hả? Có ai ăn mì xào không? Mì xào kìa. Mì xào thịt bò. Đó lại lại. Ông đó lại. Ai ăn mì xào không? Mì xào kìa. Ai ăn mì xào ra lấy mì. Ra lấy mì. Trời cái ông này không ăn sao không ăn? Đi ra lấy mì kìa, nó xách lại kìa. Dạ. Mì xào thịt bò. Đi ra lấy đồ ăn đi, đi phát đồ nhiều lắm. Đi lấy đồ ăn đi kìa. Từ từ anh có biết kiếm anh đâu, đi ra lấy đồ ăn đi. Kìa con nhỏ xách kìa. Còn cái cậu kia có ăn không, đi đâu rồi? Ai có ăn không ra lấy không, hay là đi đó nghe. Còn ai chỗ, ê có thấy chị Mai trên đó không? Em không biết chị ơi, chị hiền lên. Ra lấy đi, ra lấy đi. Còn nữa không? Hết không? Rồi đi rồi nghe. Chị gì vậy? Tên gì đừng biết. Chị này thường thường hay đi xuống dưới library phải không? Dạ, đi tùm lum hết. Hồi nãy có người trong đó không lấy hả? Ờ chị ơi, có thể nào hai chị cho em xin 1-2 đồng được không? Không, trời ơi, đi nấu cơm mà tiền đâu nữa còn có. Vậy hả? Vậy hả? Rồi, tại sáng nay nấu cơm có đồ ăn bánh tráng hết rồi. Em xin đựng đồng 2 đồng để mua ấm rồi mà. Không có. Bữa trước chúng thôi á, khi nào no, anh cái đó lỗi của anh. Hôm trước á, anh kêu anh xin đồ, tôi kêu anh đứng đợi, tôi ra lục đồ. Anh chạy vô quán cà phê, anh kêu tôi đợi anh. Giờ đâu tôi đợi. Anh có lấy đồ ăn không? Không, có tiền luôn không? Không có tiền anh ơi. Nấu đồ ăn hết rồi. Dạ, thấy xe nha. Bye bye. Trời ơi, thẻ gì vậy? Có cần đưa thẻ cho xài luôn không? Bye bye nha. Thôi, không, bây giờ không có gì ở đây hết. Để gặp sau đi ha. Ok, bye bye. Cái cây này là chị để đó. Nhóm đi phát cơm cho những người vô gia cư sống lề đường. Bây giờ nhóm đang trên đường đi đến khu vực center để xem coi có bao nhiêu người hôm nay ha. Nhóm làm tới 100 phần lận hôm nay, tại vì lễ đó thành ra cũng ít người đi á, làm cũng hơi cực bởi đi ra hơi trễ chút xíu, nhưng mà better than nothing. Ok. Cho hai phần bên đây ha. Đâu? Lấy lấy rồi. Đâu? Đâu? Đâu anh? Are you speak Vietnamese? I speak a little bit. Oh really? Yeah. Were you with your girlfriend there? No, it's my friend. Your friend? Okay. Where everybody? Usually here the I see, huh? The Chris? The Chris. The Chris is the last. Where you go? Be careful. Stay over here. I just got out of jail. Oh. Rồi cho thêm đi. Give it to him đi. Hai phần luôn hả chị? Dạ. Hai. I give it two, right? Yeah. Okay. Have a good day. Yeah, uh-huh. Well, you're there. Yeah, có không? Ừ đúng rồi, là đó, đợi đó cho đó cưng. Chạy xe lên đóng cái chân. Hai đứa mình móc xuống đóng cái chân lại nha. Lấy đồ xong đóng lại. Đâu Thư? Đâu? Chị Trang. Khỏe không? Dạo này nghỉ mất cấp rồi hả? Nghỉ mất cấp rồi hả? Lâu quá mới thấy chị, bữa không cố tình chạy lên đây để kiếm chị mà không thấy. Em thích gì rồi em mới mấy ông đó có cần không chị? Dạ. Chị ăn có cần không? Không có. Hai thằng em mới. Vậy lấy thêm trang chưa, lấy thêm cá nữa đi. Mì xào bỏ ra ăn chưa? Ăn gì chưa? Nắng. They will ring over one more for you guys, okay? Yeah. Thank you very much. Uh-huh. Enjoy. Have a good day. Whoever have kids, happy Father Day today, okay? Come on. Come on. No, today happy Father Day. Oh yeah. You're so sweet. You always help a lot of people. Thank you.
I'm always chatting with people for the holiday time. I know people outside the street is lonely. So that's the day I go out to help more. Chị có thấy hộp mì chưa? Có thấy hộp mì chưa? Để mà nắng hư. Vì sao không ăn? Trời ơi, thôi ăn đi, phấn phấn cái gì, ăn no, đói không lo, mà chỉ lo tha phấn, khổ ghê vậy đó. Thôi, chị đẹp gái lắm, đừng lo. Tóc chị đẹp lắm. Không, chị để như vậy, nhìn chị fresh á. Dạ, dễ thương lắm. Mì nám mày chị ơi. Ok, mở ra. Đây nè, ngồi đi nắng. Vô đâu mà vô. Mở mì ra ăn đi, rồi ngồi phấn son thì sao? Có một bịch, nó xách hai bịch nặng tội nghiệp đúng không? Nó đậu xe xa lắm hả? Bên đó, bên tiệm giặt đó, có thằng... Ở tiệm giặt nào? Có cái bọn cái trắng ra ăn rồi uống. Xa không? Nó chốt tiệm giặt với cái bên chị nè, chỗ trái nè. Cái đây hả? Ừ. Ok. Dạ. Có người rồi em. Rồi. Chào chào chị. Have a good day. Oh, good, good. Take care. Bye, you guys. Rồi, mình sắp khoảng hàng xanh giặt ở đâu sao không? Sắp bên này nè. Đi vậy đi. Tàu đi lấy cái người muốn ra ra mấy đen anh là hot rail của gì á. Không, có chuyện con ông nó chích kìa, con ông mở hộp đó ra. Mở hộp đó ra. Có chừng ông chích á. Chị chắc có mùi thơm đó. Ơi, có chừng nó cắn chị á. Chị chắc có mùi thơm á. Mới dùng bao nhiêu quá chị ơi. Thôi đi. Ăn thử ngon không? Chị nấu chị hả? Đó. Em nấu á. Có đĩa chồng á, mở lên. Mở lên, mở cái hộp ra, trong cái hộp luôn, mở cái hộp ra. Trong hộp có luôn. Đó, đó thấy đĩa không? Có tương ớt luôn thấy không? Ăn thử coi, thì vừa miệng không? Thấy nè. Hả? Thằng nhỏ ngủ rồi, em trong xe. Ờ không sao, để gần đây chị mới nhờ á. Dạ cho ông bịch giùm hết. Happy Father Day. Rồi thank you. Hả? You like us? You like us? This take us? How about you? Perfect. That's good. See, it's very good, huh? Show me. Yeah. Oh, it's yummy, huh? From me, okay. Enjoy, okay? Yes. Have a good day. Thank you very much. Bye. Ai cũng ăn mì này cả nhà thấy không? À, bỏ chiếc ra ăn kiểu mãi. Không. Thịt bò đó nha. Mới nấu còn nóng luôn á. Ngon như chị làm với gia vị hơn ngon quá. Ngon không? Không muốn bật bếp vừa. Dạ, tụi em làm là vừa ăn á. Ok, chị enjoy nha. Ba chị. Dạ. Ô cái ông này. Ủa đây ba người mà. Ủa nãy em xách cái hai bịch rồi mà. It's you guys talking. I thought I'm here shit. Right. I know you. Hey, what up, girl? Oh, hi. No, you know me. Hi. Oh, first time know you. Ồ, cái ông này. If you have kept happy Father Day. Ô, nhỏ này có chưa? Có rồi luôn hả? Ủa, thấy hai đứa xách cái hai bọc mà. Hi Chris, how are you? You guys around here now? Okay, have a good day, okay? Có cho nó rồi hả? Okay, đi, thôi đi. Okay, bye. Thank you. Bây giờ trên đường Center đang chạy tới khu Palen. Thường có những người mẻ sống ở khu vực đó. Bây giờ đi tới đó xem sao nha. Bây giờ cũng ở ngoài đường cũng chưa đông lắm ha. Chút nữa chiều bắt đầu party đồ tiệc tùng rồi ha. Chiều nay em có đi tiệc không? Sao? Chiều nay ở nhà em có tiệc. Thư chiều nay sao? Đi xong về thì ăn. Có không? Nhà bên boyfriend hả? Đãi tiệc rồi em đi về rồi ai nấu, mấy cái người nhà nấu hả? Dạ Trang á. Em ở mẹ em nấu. Mẹ em nấu. Mẹ em nhiêu tuổi? Mẹ em 72 tuổi. Đồ ăn bên này cho ship của bên chị nghe.
cân, chuối, chuối cân. Có người đây khoan rồi, mình lại kia, lại cho bà này trước đi ha. Hello, hello, hello. Ma'am, ma'am. I have here, here, here. Here, I have lunch. Hi, my friend. How are you? How are you? Good, good to see you. Yeah. For a while. Oh. You take care, okay? Yeah, thank you. Uh-huh, go eat. I'm gonna go eat. Oh my God, your clothes is so messy. Yeah. I will come back. Yeah. Last time I'm here, you're not here. You just go around a lot. Go sit down and eat. Mấy người đây. Hi, I have lunch, honey. Em đưa ông đi, đưa ông bịch đi. Ừ. Trang, Trang ơi, đi quanh đường đi. Đi, đi. Một, hai, hai phần. Không còn, nhanh cưng. Từ từ, từ từ. Đi ngang đường, chạy ngang đường. Hả? Nó phải mua rồi. Ừ, nó mua đường rồi đó, cả nhà nó mua đường rồi. Bởi nó đi từ từ, ta né nó. Xe né nó. Cho ông lão này nè cưng, cho ông lão này trước đi. Hey my friend. How are you? Yeah, Vietnamese. Vietnamese girl. Número uno. Mono, mono. Hey, what's up? What's up, my friend? Hey, been a while. I don't see you. I know. How you been? Where you go now? Well, here, there, everywhere. Yeah, I actually happy Father Day. Whoever have kids, okay? All three of us. Oh, all three of them, Father. Yeah. Happy Father to you guys. Happy Father. I'm a father of many. 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 Yeah. Wow. So 20 kids. So I can't even start counting. Who? Yeah, 20. He had 20 kids? You kidding me? 20? Oh my God, I'm afraid for you. Thank you. I pray for you too. Thank you. I pray for you too. Thank you. I pray for you too. God bless the War 3. Thank you. War 3. Boom. Thank you. You guys take care, okay? Bye. Thank you. Yes. Happy Father Day. Okay. I have no money. I already cook. Wear your shoe. Wear your shoe. Go look for money to buy some. I have everything, water and chip and everything in there. Enjoy my lunch, okay? All the money I spend for the food. Sorry. Okay, all right. Uh huh. Take care. Bye. Bye. Not today. How the noodle? Good, thank you. Good to see you. Take care, okay? Happy Father Day to you. All right. Con người hồi tuốt lần này, hai đứa nhỏ nó thấy đang đi lại. Nếu mà lớn tuổi, cái ông này. Hello. Oh my God! Thank you, mommy. Happy Father Day. Yeah, thank you. Happy holiday. Happy thank Father you. Day to oh, you. Oh, my friend. Yeah, where were you? I just saw you last time at not too long. Remember? Yeah. You on the corner there? Yeah. Happy hello. You keep asking where are you? You don't remember? Yeah, I remember. Okay. Have a good day. No, thank happy you Father much. Day. God bless you. Thank you. Take care. Thank you. Uh-huh. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Bây giờ mấy em đang lấy ra đặng thấy trước mắt là 5-6 người đó. Đây. Đây. Giờ con chó nằm gà. Chó ơi, thấy sức khỏe. Ông phe có dừng đừng đi gần đó nha. Nhiều khi chó dữ. Có dây không mày? Nó có buộc dây không? Có buộc dây không? Đi sát không trong. Trời con chó nằm rồi cả nhà.
nằm ngủ mà. Trời đất ơi, có nằm số hưởng nữa nè. Oh, a baby face. Hi baby. Hi baby. Hello my hello. Friend. Hello. Somebody in there too? Huh? They here somewhere? Baby. You want a lunch? You want food? Honey, you want food? So just you guys. Oh, somebody live in there too? Yeah, she's not here though. Oh, not here right now? She's not here right now. Okay. Okay. Yeah. Friend, call them. Is somebody in there? Last time I. Ông nói ở đó người ta không có nhà. No, nobody home now. Yeah, over there, over there. Yeah. You say somebody there now? Yeah, over there. Yeah. You just told me they're not. No, there. Nobody right here. I see nobody there. No. Over there. They okay. Have it. Somebody there. Somebody okay. There. Yeah. All right. Okay. Thank you. I'm sorry. Đi đi đi. Vô đây mới rồi. Vô đây. Không. Không. Có ông đang đi cỡ lơ phất phơ trong kia nữa kìa. Đây giờ mọc rồi lại rồi. Nóng quá. Giờ này nóng quá. Hello. You want lunch? You want lunch? Yeah. Just one? Just for you? Only you, right? Yeah. Okay. Thank you. Bye. Đứa nào đi trước ơi, Thư đi trước coi, gọi coi Thư. Có người đây cà lơ phất phơ trong kia kìa. Hello. Somebody home? You want some lunch? How many? Okay, where are you? Come out, get it, please. Thank you. Đó, đó, đừng lại gần, đừng lại gần, có con chó. Đừng có con chó, đừng lại gần. Ồ, con chó trong kia nữa kìa. For two? For two. Okay. Wow, you have two big dogs. Yeah. Oh my God. Thank you so much. Em give one for his dog because he have two dog one back nè one back for his dog. Okay. I give your dog food too. Okay. Thank you so much. God bless you. All right, you take care, Adi. Okay. Uh-huh. Hi, baby. Hey, be nice. All right. Okay. Thank okay. You. Uh-huh. Chú. Nè nè. Hey, nice. Thích chú. Đó cho người đó đang đợi người đó đi ra. Thôi không sợ nào giờ chuối là không giật nó lại đâu. Không sợ là hái chuối rồi. Hi, you want some lunch? Đó, uống liền nữa thấy chưa? Ở trong đâu đi chuối ra đó. Ở trong liều trong đó chứ. Trời, bà sexy thấy ớn không? Trời. Bà sexy với bộ áo này có đi chơi rồi. Áo bà này kiếm mà có 102 nha. You look so sexy. Thank you. Where you stay? Where you? Yeah. Where your tent? Where your tent? Where your tent? Where you live? Around here. Around here. Have a good day. I thank you for everything. Uh huh. Take care. Okay. Uh huh.